Xuân Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bí quyết sống khỏe, để chúng ta cùng có thể trò chuyện và tìm hiểu những vấn đề về sức khỏe và những kiến thức y học để chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng như là những người thân yêu. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến cho quý vị một chủ đề, đó là phát hiện sớm tắc động mạch chi dưới tránh tàn phế. Ngay bây giờ quý vị có thể gọi điện đến số tổng đài quen thuộc của chương trình là 1-800-6833 để có thể được tư vấn. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Hoạt Huyết CM3 của công ty cổ phần Dược Phúc Vinh đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tắc động mạch chi dưới là một bệnh lý mà chúng ta dễ bỏ qua bởi vì những cái triệu chứng của bệnh không rõ ràng và thường được chẩn đoán nhầm với những bệnh lý về xương khớp và bệnh do tuổi già. Và đây cũng có thể là một trong những căn bệnh nguy hiểm nếu như mà chúng ta không phát hiện và điều trị kịp thời. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về những cái nguyên nhân cũng như là những cái biện pháp làm thế nào để chúng ta có thể làm giảm tình trạng này. Và cùng trò chuyện và tư vấn trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào quý khán giả, xin chào Xuân Quỳnh, chào chị Lan. Và chương trình cũng đã mời đến trường quay nhân vật của ngày hôm nay, đó là cô Hoàng Lan. Xin chào cô ạ. Chào MC Xuân Quỳnh, xin chào bác sĩ, chào khán giả đang xem chương trình. Quý vị thân mến, và như thường lệ trước khi chúng ta đến với cuộc trò chuyện hôm nay, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy theo dõi một phóng sự khoa học của chương trình. Bệnh tắc động mạch chi dưới là tình trạng hẹp tắc lòng động mạch chậu, đùi, khuẻo, cẳng và bàn chân do sơ vữa động mạch, làm giảm dòng máu nuôi phần chi phía dưới vị trí tổn thương. Bệnh tắc động mạch chi dưới có hai thể là cấp tính và mãn tính. Tắc động mạch chi dưới cấp tính là tình trạng đột ngột thiếu máu chi, đe dọa đến khả năng bảo tồn chi. Đây là bệnh cảnh cấp cứu và nguy hiểm nhất đối với mạch ngoại biên, dễ có nguy cơ cắt cụt chi gây tàn tật, thậm chí tử vong nếu không được điều trị thích hợp. Bệnh động mạch chi dưới mãn tính là tình trạng bệnh lý của động mạch chủ và các động mạch chi dưới, trong đó lòng động mạch bị hẹp, gây giảm tưới máu cơ và các bộ phận liên quan, da, thần kinh, phía hạ lưu. Thiếu máu cơ sẽ dẫn đến chuyển hóa yếm khí, tăng axit lactic gây ra đau, lúc đầu xuất hiện khi gắng sức, về sau đau cả khi nghỉ ngơi, kèm theo là các biểu hiện thiếu máu cục bộ như loét hoại tử. Bệnh tắc động mạch chi dưới thường không có dấu hiệu rõ ràng và hay chẩn đoán nhầm với các bệnh lý về xương khớp. Cách tốt nhất để phát hiện được bệnh là qua siêu âm và hình ảnh chụp mạch máu. Bệnh thường gặp ở người cao tuổi và những người có các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa, ít vận động hay béo phì, vân vân. Thưa quý vị, trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã biết được và dễ dàng nhận thấy rằng là bệnh tắc động mạch chi dưới là một mối nguy hiểm rất là lớn đối với sức khỏe của chúng ta. Và cô Lan khi mà đến chương trình hôm nay thì chắc là cô cũng sẽ có những cái vấn đề mà mong muốn được bác sĩ tư vấn và giải đáp, đúng không ạ? Cô có thể chia sẻ về câu chuyện của mình. Thưa bác sĩ, năm nay tôi 50 tuổi. Trước đây thì tôi vẫn thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ thì không có biểu hiện gì cả. Thế nhưng mà gần đây tôi thấy đau nhức chân mỗi khi đi bộ hoặc là trèo cầu thang. Tôi đi khám bác sĩ thì chẩn đoán tôi là bị bệnh tắc động mạch chi dưới. Tôi rất là sốc khi nghe cái kết quả đấy, bởi vì từ trước nay tôi không có cái biểu hiện gì. Tôi vẫn đi bộ bình thường này, trèo cầu thang, không có vấn đề gì, không đau nhức. Thưa bác sĩ, cho tôi được hỏi là bệnh tắc động mạch chi dưới là bệnh gì và nguyên nhân nào dẫn đến bệnh đó ạ? Có thể nói là ngay trong cái tên gọi của nó thì chúng ta đã biết rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là nó tắc theo kiểu nào, nó tắc đột ngột cấp tính, hay là tắc từ từ, nó tắc toàn phần hoàn toàn hay là tắc một phần, thì nguyên nhân của nó thông thường là do một cái khối gì đó nó trôi từ nơi khác nó đến. Tôi nói ví dụ như là nó có là một cái cục máu đông, hay hoặc là có một cái cục vữa sơ động mạch từ một mảng động mạch vữa nào nó vỡ ra, hay hoặc là nó có thể là có cục mạch do cái phẫu thuật động mạch đùi, có thể phẫu thuật phụ khoa, có thể có những yếu tố liên quan đến các cái bóng khí nó đưa xuống nó gây tắc, vân vân. Thế thì đấy là nguyên nhân chính. Thế còn viêm tắc động mạch mãn tính thì thông thường có hai lý do. Lý do thứ nhất là lý do vữa sơ động mạch, tức là khi một cái anh có yếu tố gì đó nó làm cho hình thành các mảng vữa sơ, nó từ từ nó cứ phát triển dần, nó làm lồng mạch nó hẹp lại, càng hẹp bao nhiêu thì nó càng gây đau đớn và gây các cái triệu chứng nhiều bấy nhiêu. Thế còn yếu tố thứ hai là nó gọi là viêm nội mạc động mạch. Đấy là hai nguyên nhân chính mà có thể gây ra viêm tắc động mạch mãn tính. Thế còn bây giờ chúng ta phải nói thêm nữa là gì? Hiện nay có rất nhiều người bị tiểu đường. Thế thì cái bị đái tháo đường thì nó cũng gây tổn thương các tiểu động mạch, cho nên là rất dễ bị viêm tắc các động mạch của các chi. Thế đây cũng là một cái rất là nguy hiểm mà nếu như chúng ta không điều trị
thì nó có thể gây đến tình trạng tàn phế. Và như chia sẻ của cô Lan, cô cũng đã có nói là những cái biểu hiện của cô thì cảm giác giống như là bị đau xương khớp ở chi dưới, đúng không ạ? Điều này cũng khiến cho rất là nhiều người cảm thấy là băn khoăn và cũng hay dễ bị nhầm lẫn với một số những cái triệu chứng của căn bệnh khác. Thì thưa bác sĩ, làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được và những cái biểu hiện cụ thể mà chúng ta nhận biết được ở đây là như thế nào và những nhóm người như thế nào thì dễ mắc nguy cơ ạ? Cái biểu hiện của nó thì đúng là nó đau. Bởi vì làm sao? Bởi vì chúng ta biết là động mạch là đưa máu đến, đưa dưỡng khí đến để nuôi dưỡng cơ, các cái cơ quan, trong đó có các cái cơ ở chân. Thế thì khi mà cái lượng máu nó đến kém thì nó làm cho vấn đề là thiếu oxy, nó làm tổn thương các cơ, nó ứ động là axit lactic và từ đó nó gây đau. Thế thì cái đau của viêm tắc động mạch thì nó có cái khác ở cái chỗ là thế này. Ví dụ như là anh có bị thần kinh cũng đau, anh bị đau khớp cũng gây đau, nhưng cái đau đó là đau mang chất liên tục. Thế nhưng mà cái đau đầu tiên của cái người viêm tắc động mạch ấy, thì người ta gọi là đau cách hồi. Tức là như thế nào? Tức là đầu tiên anh không đau, nhưng mà anh đi một đoạn thì anh thấy đau, anh phải ngồi lại một lúc, anh xoa chân sau tay, nó lại hết. Hết xong lại đi một đoạn nữa, lại cái đau, gọi là cái đau cách hồi. Cái thứ hai nữa là nó kèm theo các triệu chứng khác, ví dụ như là tê chân, ví dụ lạnh chân, rồi là vã mồ hôi chân. Dần dần nếu như anh không có điều trị tốt ý, thì bắt đầu nó sẽ có những cái triệu chứng mang chất hoại tử. Hoại tử bắt đầu từ các ngón chân, tức là các ngón chân đấy nó bị tím đen lại, buộc lòng là chúng ta phải phẫu thuật, phải cắt bỏ. Hiện nay có rất nhiều các cái xét nghiệm để mà có thể xác định chẩn đoán. Tôi nói ví dụ như là chụp động mạch, trước đây là chụp động mạch, nhưng bây giờ ngay làm Doppler mạch là người ta đã phát hiện ra rồi. Phát hiện kể cả vị trí tắc, mức độ tắc, thế rồi động mạch nào bị tắc vân vân. Thế nên là cái chuyện mà chúng ta thấy một cái chứng đau mà đau theo kiểu cách hồi như tôi vừa nói thì chúng ta phải đi kiểm tra. Thế còn những người bị nguy cơ viêm tắc động mạch ấy, thì là thế này. Thứ nhất là yếu tố di truyền. Cái thứ hai là trường hợp những cái người mà chúng ta trong chế độ ăn uống không hợp lý. Chúng ta ăn quá nhiều đồ béo bổ, quá nhiều cholesterol, uống nhiều quá bia rượu, các chất kích thích. Tất cả những yếu tố đó nó gây rối loạn cái lipid máu, nó gây tình trạng vỡ xơ động mạch. Thế thì vỡ xơ động mạch nó sẽ là cái yếu tố nó gây viêm tắc động mạch. Thế rồi những người bị thừa cân và béo phì, thế rồi là những người mà có những cái dị dạng ở động mạch ở chân thì cũng có thể là một yếu tố nguy cơ. Thế rồi những người bị đái tháo đường. Đái tháo đường thì nó không gây viêm tắc các cái động mạch lớn, nhưng mà các tiểu động mạch nó có thể bị viêm tắc. Còn ngoài ra ví dụ như là ít vận động, rồi là phải đứng tại chỗ nhiều, vân vân và vân vân, thì đều có thể gây ra tình trạng viêm tắc động mạch. Khi mà bác sĩ phân tích thì tôi cũng biết được là tắc động mạch chi dưới mãn tính thì nó cũng đã rất là nguy hiểm rồi. Tuy nhiên thì cũng có những trường hợp suýt đã phải cắt bỏ chân của mình bởi vì là tắc động mạch chi dưới cấp tính. Dựa vào yếu tố nào phân biệt được giữa cấp tính và mãn tính, và cấp tính mãn tính thì cái nào nguy hiểm hơn? Đương nhiên là cấp tính thì nguy hiểm hơn, bởi vì cấp tính thì là gì? Là thông thường nó là cái tình trạng mà có một cái vật gì đó, có thể là một cục máu đông, có thể là một cái mảng vỡ xơ, nó trôi xuống các cái động mạch chi dưới mà nó gây tắc một cách đột ngột. Mà cái tắc ở chi dưới thì chúng ta thấy nguy hiểm hơn rất nhiều, bởi vì nó gây hoại tử rất nhanh, chỉ sau ít giờ thôi là chân nó sẽ tím lại rồi nó sẽ hoại tử. Mà nếu chúng ta không có can thiệp nhanh thì chúng ta phải cắt cụt. Nhưng mà nói như vậy cũng không có nghĩa là mãn tính không nguy hiểm, vì mãn tính nguy hiểm ở chỗ là gì? Là khi mà anh bị trên cơ sở cái nền anh bị viêm tắc động mạch mãn tính rồi, bây giờ anh cộng thêm một yếu tố nào đó nữa vào thì lập tức cũng có thể làm chi thể của anh bị hoại tử đi rất nhanh. Bác sĩ cho tôi hỏi ạ, bệnh tắc động mạch chi dưới nếu như không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì sẽ gây ra những biến chứng gì, và bệnh này có thể điều trị khỏi hoàn toàn được không? Người viêm tắc cấp tính hoặc mãn tính nhưng mà có đợt cấp, mà nếu ta cứ điều trị thì nó gây hoại tử chi. Mà hoại tử chi thì cắt cụt. Mà cắt cụt có nghĩa là tàn phế. Nếu chúng ta bị ở dưới thì chúng ta phải cắt ở trên. Chúng ta ở gối chúng ta cắt ở đùi. Thế nhiều người mà khi chúng ta điều trị không tốt thì cứ cắt dần. Và cái thứ hai nữa là khi mà có như vậy nó viêm tắc ấy, thì nó còn có thể gây ra những cái biến chứng, những cái cục máu đông, những cái mảng vữa sơ, những cái tắc đó. Nó những người bị như vậy nó không chỉ viêm tắc ở động mạch chi ở chân, mà có thể nó đưa lên ở tay, nó có thể đưa vào tim, nó có thể đưa vào não. Thế cho nên nó có thể gây ra rất nhiều các hậu quả khác. Thế còn điều trị căn bệnh này thì nó có tùy thuộc vào yếu tố khỏi hay không khỏi, ổn định dài hay lâu. Đó là tùy theo thể trạng, tính chất của bệnh, mức độ của bệnh mà nó khác nhau. Nhưng mà nói chung chúng ta phát hiện càng sớm thì điều trị
càng tốt. Vì vậy cho nên khi mà đã có những cái triệu chứng như ngày hôm nay bác sĩ chia sẻ thì có lẽ chúng ta phải ngay lập tức đi xét nghiệm trước khi quá muộn. Và trước khi chúng ta cùng tìm hiểu ra một số những cái phương pháp, biện pháp để có thể hạn chế tình trạng này thì bây giờ xin được mời cô Lan, bác sĩ cũng như là quý vị khán giả hãy theo dõi một tình huống của chương trình. Hoàn huyết CM3 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thuốc hoạt huyết CM3 là dự án nghiên cứu cấp nhà nước được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Phúc Vinh, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, điều trị rối loạn tuần hoàn não với các biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, giấc ngủ chập chờn, rối loạn trí nhớ, đau mỏi cổ, vai, gáy. Thuốc hoạt huyết CM3, dự án nghiên cứu cấp nhà nước, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đau không? Đau. Đau lắm hả? Ờ. Hỏi tôi nói anh. Lớn tuổi rồi, cái gì cũng phải từ từ, đừng có vội vã. Suy nghĩ cái gì vậy? Rồi cái gì mà đầu óc đen tối như vậy, cái gì mà làm từ từ là sao? Anh mới là đầu óc đen tối. Trời ơi, cái chân anh đang đau thì em nói anh là cái gì cũng từ từ. Thấy không? Có làm cái gì thì cũng phải nhẹ nhàng từ từ. Anh vô vã chi rồi giờ cái chân anh vậy? Tự nhiên cô ra cô suy diễn, cô nghĩ là tôi làm cái gì tầm bậy tầm bạ với vợ con cho nên là xảy ra cái chuyện này đúng không? Do anh muốn nghĩ sao đó anh nghĩ, nhưng mà ý em nói là giờ mình còn trẻ, mình còn khỏe, mình làm được cái gì thì mình làm, nhưng mà cái gì cũng là vừa sức, từ từ vậy thôi. Có nghĩa là tôi bị tác động mạch chi dưới cấp tính vậy đó. Cho nên nó thường xuyên, nó thỉnh thoảng nó coi như là nó bị nhức đi không có nổi thôi, chứ không có gì. Lúc mà nó bị nhức là chẳng qua là máu nó bị tụ lại, nó không có, coi như nó bị nghẽn mạch máu, nó làm cho mình nhức. Chà, cái này mà không khéo là bị cưa cái chân đó nha. Cái này điều trị ở đâu mà biết họ, bác sĩ nào đâu mà điều trị? Không biết cái gì cũng phải hỏi em. Mặc dù em không phải là bác sĩ nhưng mà bạn em là bác sĩ. Đợi chút xíu. Rồi. Alo Huệ hả? Nó nghe nè. Anh tôi bị bệnh tắc động mạch chi dưới á. À, tắc động mạch chi dưới cấp tính. Cấp tính á. Đúng rồi. Bây giờ là cái phương pháp điều trị gì? Bây giờ cho cái loại thuốc gì? Hả? Thôi đọc luôn đi. Sao biết tính tôi đọc không nhớ hay vậy? Nhắn tin phải không? Ừ, rồi nhắn tin đi, tôi nói cho ổng để ổng ra ổng mua. Thấy ổng cài nhắc quá nè. Cảm ơn nha. Tin nhắn qua chưa? Tin nhắn tới. Nó nói là cái này á, là có thể là điều trị kết hợp theo toa thuốc của bác sĩ và sản phẩm được chế xuất từ thảo dược. Đương quy. Sinh địa. Ngưu tất. Ít mẫu. Và xuyên khung. Bây giờ chuyển cái tin nhắn đó qua bên cái máy của anh để có gì anh đi mua. Ủa, cũng giống em vậy đó hả? Phải chuyển được. Chuyển tin nhắn phải thôi. Chuyển qua mới được. Đi mua đúng như vậy, uống như chưa? Rồi. Nhớ mà làm gì cũng phải từ từ, đừng vội vã. Về nha. Thưa bác sĩ, trong tình huống vừa rồi thì các nhân vật của chương trình cũng có nhắc đến một vài những cái thảo dược, ví dụ như là đương quy, sinh địa, ngưu tất, ít mẫu, xuyên khung. Và những cái loại thảo dược này thì nó có tác dụng như thế nào? Y học cổ truyền thì các cụ dùng các thứ nó gọi là hoạt huyết, vừa hoạt huyết vừa bổ huyết. Mà cho nên thông thường thì trong các cái thảo dược đó bao giờ cũng có đương quy. Chúng ta biết đương quy nó làm vị thuốc bổ huyết, nhưng mà nó cũng có tác dụng hoạt huyết. Thế còn các vị thuốc khác, ví dụ xuyên khung, đó là một vị thuốc hoạt huyết rất là mạnh. Và hầu như tất cả trường hợp mà huyết ứ, trường hợp viêm tắc động mạch thì người ta dùng xuyên khung, và thậm chí với dùng với cái liều rất là cao. Ngoài nữa là người ta sử dụng đến ví dụ như ít mẫu chẳng hạn. Thì ít mẫu thực ra mà nói thì cái khả năng của nó là dùng nhiều cho bệnh lý phụ nữ, nhưng mà nó cũng có tác dụng gọi là điều kinh và điều huyết, nó làm thông mạch. Thế rồi nữa là người ta cũng gần đây người ta hay nói đến vấn đề ngưu tất. Ngưu tất là một vị thuốc mà thực chất là nó để điều trị bệnh lý về phong thấp, nó khu phong trừ thấp, thông kinh hoạt lạc vân vân, nhưng mà nó cũng có tác dụng hoạt huyết. Thế rồi nữa là người ta có thể sử dụng đến các vị thuốc bổ huyết dưỡng âm, ví dụ như là sinh địa. Bởi vì trong các cái bệnh lý mà liên quan đến viêm tắc động mạch, các cụ gọi là thoát cốt thư. Thoát cốt thư là gì? Là huyết nó ứ. Huyết nó ứ thì nó gây ra tình trạng tích nhiệt, cho nên nó có thể gây sưng, có thể gây đau, có thể gây nóng, có thể gây sốt. Thế cho nên là người ta dùng sinh địa để người ta dưỡng âm thanh nhiệt. Viêm tắc động mạch là phải nói đến các vị thuốc hoạt huyết. Không có vị thuốc hoạt huyết thì không thể giải quyết được vấn đề. Một số những phương pháp khác thì chúng ta có thể áp dụng điều gì ạ? Ví dụ như là chúng ta nong động mạch, đặt stent động mạch, phẫu thuật lấy các cái mảng vữa xơ thông mạch, rồi là có thể thay đoạn động mạch. Nếu mà bị rồi thì phải cắt cụt, tự phải phẫu thuật. Bên cạnh kết hợp theo dùng các cái thuốc mà nó làm giãn mạch. Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi là cái sản phẩm mà bác sĩ vừa phân tích nó có các thảo dược ấy, thì trong trường hợp như tôi thì có sử dụng được không? Và khi mà sử dụng thì cần lưu ý điểm gì ạ? Thì đây là một cái công trình mà đã được nghiên cứu cấp nhà nước. Nói chung là sản phẩm đó thì quá tốt với chị.
Thế còn thì phải lưu ý ở chỗ là đi vì nó là hoạt huyết, cho nên là nếu như mà ở chị Lan chắc không có, nhưng mà những người mà có cơ địa dễ bị rối loạn đông máu, dễ bị chảy máu, những người phụ nữ có thai thì chúng ta không được dùng. Và cùng với chị Lan thì cũng có rất là nhiều vị khán giả có gửi câu hỏi đến cho chương trình nhờ bác sĩ tư vấn. Thì trong đó có một vị khán giả có tên là Nguyễn Văn Nam, năm nay 35 tuổi. Và anh hỏi như thế này: công việc của tôi là kinh doanh nên thường tiếp xúc với rượu bia, và tôi cũng là người hút thuốc lá khá là nhiều. Qua phân tích như của bác sĩ thì tôi cũng có thấy là tôi ở trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh tắc động mạch chi dưới. Vậy thì tôi cần phải làm gì để có thể phòng bệnh hiệu quả? Những yếu tố nguy cơ mà mình dễ có bị phải, ví dụ hút thuốc lá, ví dụ là uống nhiều bia rượu, rồi ăn nhậu nhiều đồ béo bổ, thì rõ ràng bây giờ để mà dự phòng thì hạn chế đi thôi. Và thậm chí là nếu bỏ đi thì càng tốt. Đảm bảo giấc ngủ, rồi tập luyện thể dục thể thao, đừng để tăng cân, đừng để béo phì. Thế rồi là chúng ta có thể là sử dụng các món ăn bài thuốc mà để cho nó hạ mỡ máu, rồi là giải bia rượu. Thế rồi là có thể dùng sản phẩm để mang chất dự phòng. Cái điều đó là cái điều rất là cần thiết. Vâng, nhưng mà quan trọng hơn hết là chúng ta vẫn luôn luôn phải lắng nghe cơ thể mình để xem là có một cái dấu hiệu nào đó thì ngay lập tức chúng ta phải tìm đến bác sĩ cũng như là các cơ sở y tế để mà xét nghiệm và tìm ra một cái phương pháp hiệu quả. Cảm ơn cô Lan ngày hôm nay đã dành thời gian để đến với chương trình và xin được cảm ơn bác sĩ. Hy vọng là đã có thể cung cấp cho quý vị những thông tin cần thiết. Tuy nhiên, nếu như quý vị cần chúng tôi giải đáp những thắc mắc nhiều hơn nữa thì có thể gọi điện đến số điện thoại rất là quen thuộc của chương trình là 1800 6833. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng để có thể tư vấn cho quý vị. Một lần nữa, chương trình cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Hoạt Huyết CM3 của công ty cổ phần Dược Phúc Vinh đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Hoạt Huyết CM3 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thuốc Hoạt Huyết CM3 là dự án nghiên cứu cấp nhà nước được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Phúc Vinh, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới điều trị rối loạn tuần hoàn não với các biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, chích mũi chập chờn, rối loạn trí nhớ, đau mỏi cổ, vai, gáy. Thuốc Hoạt Huyết CM3 dự án nghiên cứu cấp nhà nước được ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thuốc Hoạt Huyết CM3 là dự án nghiên cứu cấp nhà nước được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Phúc Vinh, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới điều trị rối loạn tuần hoàn não với các biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, chích mũi chập chờn, rối loạn trí nhớ, đau mỏi cổ, vai, gáy. Thuốc Hoạt Huyết CM3 dự án nghiên cứu cấp nhà nước được ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.